Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 950 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số bệnh nhân đang thở oxy là 42 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.613.559 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 117.364 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong ngày 1 tháng 6 có 202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.638.370 ca. Hiện có 42 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 32 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy xâm lấn, 4 ca thở máy không xâm lấn, không ghi nhận ca tử vong. Trong ngày 31 tháng 5, có 4.177 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.416.100 liều. Số ca mắc mới và nhập viện do COVID-19 lên xuống liên tục, chưa có dấu hiệu chững lại. Do đó, người dân không nên chủ quan, lơ là trước dịch bệnh. Bộ Y tế vẫn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, giám sát, tiến hành kiểm tra công tác tổ chức tầm soát, cấp cứu, thu dung điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 để hạn chế một cách thấp nhất số ca mắc mới, trở nặng và tử vong. Đồng thời đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine COVID-19, ưu tiên bảo vệ nhóm người nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội bằng các biện pháp phòng chống dịch như là khẩu trang, hạn chế nơi đông người và rửa tay thường xuyên.